VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của VDA. Các bạn thân mến, ở video trước thì các bạn đã biết là Mixer Bosa X7 là sản phẩm dùng nâng cấp cho dàn karaoke gia đình. Bên cạnh nghĩa ngày hôm nay đó chính là Mixer Bosa X10 là sản phẩm nâng cấp cho dàn karaoke kinh doanh. Do đó thì nếu như các bạn đang có ý định nâng cấp cho dàn karaoke của quán mình thì đừng bỏ qua sản phẩm này. Và điều quan trọng mà Nghĩa muốn nhấn mạnh cho quý khách hàng biết về sản phẩm này đó chính là giá rẻ, chống hút tuyệt đối và sử dụng công nghệ digital. Về thiết kế cũng giống như dòng Bosa X7, Mixer Bosa X10 có kiểu dáng dẹp hình chữ nhật quen thuộc, nhỏ gọn, thiết kế tinh giản và bắt mắt. Tuy nhiên, nếu dòng X7 nổi bật với gam màu xanh dương ở mặt trước thì mặt trước Bosa X10 kết hợp hai gam màu xanh đen rất hài hòa, nhã nhặn. Ở giữa là màn hình hiển thị LED, các nút điều khiển màu trắng nổi bật. Mixer Bosa X10 cũng trang bị 3 đầu mic, các nút điều chỉnh tròn, thiết kế tinh tế và thuận tiện. Mặt sau của Mixer Bosa X10 đầy đủ các cổng kết nối đa dạng. Về chất lượng âm thanh, Mixer Bosa X10 có khả năng xử lý nhạc nhanh nhạy, công nghệ fix lỗi các bài hát cũ tạo nên sức sống mới cho bài hát. Bài hát nghe hay hơn mà không bị mất chất. Bosa X10 pha trộn nhạc cảm xúc tạo nên cảm giác chân thật cho người hát. Dù bạn hát thể loại nào cũng dễ dàng bắt sóng cảm xúc với thể loại đó. Nếu trước đây dàn karaoke kinh doanh của bạn cứ hú rít khó chịu thì nay bạn không cần phải lo lắng nữa. Bosa X10 điều chỉnh tần số và xử lý âm thanh nhạy bén hơn nên có thể khắc phục tình trạng micro hú khi hát hoặc tình trạng loa rè làm khách đau đầu và mất hứng. Với mức giá chỉ 4.300.000 đồng tại VDA, các bạn còn được nhận thêm những gì khi sở hữu sản phẩm Mixer Bosa X10? Đó chính là tiết kiệm 1/2 chi phí, nâng cấp gấp đôi chất nhạc, công nghệ digital, chống hú tự động và phần quà hấp dẫn gồm dịch vụ căn chỉnh âm thanh trị giá 500.000 đồng, jack Canon trị giá 200.000 đồng, dây AV trị giá 300.000 đồng. Và đừng quên ghé trải nghiệm sản phẩm tại hệ thống showroom của VDA trải rộng trên khắp thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.